Sao rồi? Rabia không nghe. Không nghe hả? Không nghe gì cả. Ôi làm sao bây giờ? Chắc bà ấy lại đi buôn chuyện sau nhà rồi. Anh, lái nhanh hơn nữa được không? Dược đi, em trả thêm tiền cho. Alo. 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 Ai vậy? Ai gọi vậy? Ông chủ về rồi. Mình quên điện thoại trên phòng ngủ nữa. Đen quá. Vậy nếu anh tôi gọi cho cậu lúc ông chủ có mặt thì cậu chết chắc đó. Đợi đã, cậu lưu số của anh tôi là gì vậy? Rabiab. Bà Rabiab đi đâu rồi? Ông chủ, lại ra ngoài nữa sao? Em bảo nếu anh tìm việc cho em làm rồi thì em sẽ không ra ngoài mà. Thì em đã làm xong mọi việc rồi, nên em ra ngoài mua bánh ăn ở ngay đầu đường này thôi. Chỉ mua bánh thôi sao? Chắc chắn chứ. Đúng vậy. Sao điện thoại của cha La lại ở trong tay ông chủ vậy? Bởi vì cha La để quên điện thoại ở nhà đó. Vậy sao? Cho em xin lại điện thoại nha. Anh cũng đang định trả lại cho em. Đợi đã. Dạ. Vừa rồi có người gọi cho em. Ai vậy? Nhiều chuyện quá. Đây là điện thoại vợ tôi, không liên quan đến cô. Dạ. Ai gọi đến vậy? Oi. Tôi không kêu tên cô. Ý tôi là có người tên Oi gọi tới. Ông chủ về rồi. Mình quên điện thoại trên phòng ngủ nữa. Đen quá. Vậy nếu anh Tuân gọi cho cậu lúc ông chủ có mặt thì cậu chết chắc đó. Cha La, đợi đã. Cậu lưu số của anh Tuân là gì vậy? Tên là Oi đó. Tên Oi. Cậu không nhớ à? Hôm cậu đưa số mình cho anh Tuân, mình sợ ông chủ bắt được. Cậu cũng dạy mình là để tên cậu mà. Mau vào nhà thôi. Vậy ông chủ có nghe máy không? Có. Nhưng không nghe kịp. Nếu vậy cho cha La xin lại điện thoại nha. Đợi đã. Oi ở cùng em thì sao phải gọi cho em? Bởi vì Oi không tìm thấy cha La nên Oi gọi tìm. Hóa ra là như vậy hả?
Lần sau em đừng quên điện thoại ở nhà nha. Nếu không để anh nghe máy thì bí mật của em sẽ lộ hết đó. Bí mật gì vậy ông chủ? Suýt chết luôn. May mà ông chủ không biết. Đó không phải là số của mình. Chết mất. Mất hết mồ hôi hột luôn. Alo. Hello. Hello. Ai vậy? Ai gọi tới vậy? Hello, Chala. Hello, Chala. Đang bận sao? Anh muốn rủ em đi xem ca nhạc. Em có đi được không? Alo. Chà La. Alo. Chà La có nghe không? Chà La. Sao rồi? Tóm lại cừu nông của cậu có đi xem không? Tôi gọi rồi. Chắc cô ấy bận. Cậu cho người khác đi. Vậy là bị leo cây à? Thôi được rồi. Khi nào cậu đổi ý thì nói nha. Tôi lấy cà phê nè. Coi như là an ủi. Cậu có hẹn ở tòa mà, không đi sao? Đúng rồi. Tôi đi trước đây. Tôi điên rồi tôi ơi. Mê gái quên cả công việc. Mai ông chủ sẽ đi Hồng Kông sao? Đúng. Mai anh đi Hồng Kông. Em muốn đi cùng sao? Chà La đi cùng được sao? Được chứ. Vé máy bay chẳng đáng bao nhiêu. Nếu em có hộ chiếu thì em đi cùng với anh được. Chà La không có hộ chiếu. Anh quên là
Em chưa từng xuất ngoại mà. Vậy ông chủ thường đi Hồng Kông sao? Như vậy nha. Anh đi Hồng Kông giống như là anh đi từ Bangkok tới Chiang Mai. Đơn giản. Sáng đi tối về cũng được. Sao ông chủ có nhiều hộ chiếu vậy? Đó là chuyện của anh. Massage cho anh đi. Chỗ này. Dạ. Có tới 10 cuốn lận. Vậy lúc người ta đi ra nước ngoài thì họ phải dùng tới 10 cuốn hộ chiếu sao? Không đâu, mỗi người chỉ dùng một cuốn thôi. Vậy sao ông chủ có cả 10 cuốn chứ? Vậy mới nói. Chuyện này đáng để tâm đó cha La. Alo, cha La. Anh Tôn à, em có chuyện này muốn hỏi anh. Anh phải ra tòa rồi. Khi nào xong anh gọi lại. Dạ được. Cô lấy quần áo ra nhiều vậy để làm gì? Tôi đang chọn đồ để mặc đó. Cô định đi đâu? Đi hỏi anh Tuân về chuyện hộ chiếu. Cô đừng nói là cô không có ý gì với cậu luật sư đó nha. Tôi không có. Tôi có ý gì với anh ấy được chứ? Thật ra nếu có ý gì thì cô cũng đâu có sai. Bởi vì ông chủ đưa cô đến đây bằng cách thức bẩn thỉu như vậy. Cô không đến với ông chủ vì tình yêu. Nhưng lúc này cô đừng nên nghĩ tới. Cô nên nghĩ vào lúc cô được tự do kìa. Vì không chỉ phụ nữ mới có linh cảm khi bị lừa dối đâu, mà đàn ông cũng nhạy cảm lắm đó nha. Nên cô phải cẩn thận. Cha La, giờ anh lâu không? Không lâu mà. Đói không? Vẫn chưa đói đâu. Chuyện em hỏi anh có gấp không? Vì anh phải dùng tới một quyển sách về luật, nên anh ghé qua tiệm sách chút được không? Được chứ anh, em cũng muốn xem sách một chút. Nào, đi thôi.
Giường của Chala có nhiều cuốn hộ chiếu sao? Vậy sao em thấy được? Vì ông giường của em đang chuẩn bị đi ra nước ngoài, nên vì em mới thắc mắc và tò mò. Xem đồ trong túi thì thấy có nhiều cuốn hộ chiếu. Vậy giường em có làm việc đa quốc gia hay không? Chắc không có đâu. Ông ấy làm về nhà máy hải sản gì đó đó. Vậy ông ấy hay đi nước ngoài không? Cũng thường xuyên. Nếu là anh sẽ kêu gì em hỏi thẳng chồng thì hơn. Xem ông ấy có làm ăn gì mờ ám không? Là vợ chồng với nhau thì hỏi được mà. Chúng ta ăn thôi. Đây. Rabiab, có thấy Chala không? Không đi cùng với cô Chala à? Nếu đi thì còn đứng đây làm gì? Dạ rồi, suy luận kém quá đi. Cô Chala với cậu ấy đi có hai người thôi hả? Chết, 6 giờ tối rồi mà chưa về chắc chắn có gì không ổn rồi. Ôi trời, hỏi thật nha, sao mà hấp tấp làm gì? Tên ông chủ đó không có nhà. Dù Chala có đi cả đêm cùng người ta thì ông chủ cũng không biết chuyện gì đâu. Có gì ăn không? Có làm một ly không? Không. Dạ, nhanh lắm. Hôm nay lại tử tế thật đó. Muốn sao hả? Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên. Không có gì. Nếu có gì cần anh giúp, cứ nói nha. Không cần ngại. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Tuân. Em ơi, có đi không hả? Không đi, anh còn đón người khác. Đợi chút đi anh. Dữ quá à. Vậy có cần anh đưa về không? Không cần đâu. Không cho anh đưa về tức là người ở nhà cấm rồi. Em đi về trước nha. Xin lỗi em. Không sao đâu anh. Em đi đây. Chala, về đến nhà thì gọi điện hoặc nhắn tin cho anh nha.
Chà La có sao không? Em im ắng quá. Nếu anh làm gì khiến em không thoải mái thì cho anh xin lỗi. Bỏ ra, làm gì vậy? Giỏi lắm phải không? Chết nè. Giỏi lắm phải không? Nhớ cho kỹ. Lần sau đừng lén phén với vợ của người khác. Tôi xử lý cái thằng đó rồi. Muốn tôi làm gì con nhỏ kia? Không cần. Tôi đầu tư vào nó rất nhiều. Nếu cậu làm gì nó sẽ mất giá. Tôi phải dùng nó để đòi lại tất cả. Đi.